Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để hủy 4G Vinaphone. Hủy gia hạn các gói cước 3-4G của Vinaphone hoàn toàn miễn phí. Mời các bạn vào website vinaphonevn.com. Website vinaphonevn.com là một website mà bọn mình đã tập hợp rất nhiều các gói cước của Vina rất rẻ, chi phí từ khoảng 5 đến 10 ngàn, bạn đã có thể vừa có nghe gọi data rất khủng đấy. Các bạn khi vào trang chủ nó sẽ thấy rất nhiều gọi cược, các bạn có thể kích vào chi tiết để đọc hoặc là kích vào đăng ký qua SMS để trực tiếp đăng ký với chi phí là rất rẻ. Hoặc là các bạn có thể vào menu. Bọn mình cũng liệt kê rất nhiều các gói cước được tích hợp lại cho các bạn dễ đọc, dễ tìm hiểu, gồm các gói cước như data khủng, gói combo, gói gói rẻ, hoặc là có gói giải trí đa phương tiện chơi game. Rồi, trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hủy 4G, hủy gia hạn 4G, 3G Vinaphone. Nếu các bạn vào mục tin tức, tại mục tin tức này thì bọn mình đã có rất nhiều các bài viết, trong đó có các bài viết về cách nhận miễn phí data, cách nhận thẻ cao miễn phí, hoặc là những thủ thuật để lấy lại SIM, cách chuyển tiền trong SIM, cách kiểm tra tra cứu các chương trình khuyến mại, nói chung là rất hữu ích. Các bạn có thể vào đấy và tìm đọc để có thể nhận được những chương trình khuyến mại cũng như thẻ cao phần thưởng của Vinaphone mà có thể chỉ dành riêng cho thuê bao của bạn. Ok, hôm nay mình đặt video về cách hủy 4G Vinaphone, nên các bạn tìm cho mình đến tiêu đề bài viết cách hủy 4G Vinaphone, hủy gọi gia hạn cược 3G 4G Vinaphone miễn phí. Mời các bạn click vào bài viết. Tất nhiên về link của website, link của bài viết mình sẽ để ở phần mô tả. Các bạn sau khi xem xong clip này thì cứ kéo xuống phần mô tả vào các mục mà mình đã liệt kê vừa này để có thể nhận được những chương trình khuyến mại hấp dẫn hoặc là đọc để tìm hiểu rõ hơn về cách hủy 4G, 3G. Cụ thể, nhiều bạn vẫn hỏi là làm sao để hủy các gói cược 3-4G của Vinaphone, hủy gia hạn các gói 3-4G của Pháp ra sao. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn miễn phí cho các bạn. Thường thì chúng ta đăng ký các gói cược 3G, 4G ở đầu tháng hoặc là trong thời gian sử dụng, nhưng do chúng ta quên hủy hoặc là không biết cách hủy, dẫn đến là hàng ngày, hàng tháng nó cứ tự động gia hạn, bạn vừa mất chi phí mà lại rất ít khi sử dụng. Về cách hủy đó như thế nào? Đầu tiên, để hủy được các gói cược đó, các bạn soạn ngay tên tin nhắn là hủy cách tên gói cược gửi 888. Ví dụ như ở đây, để hủy gói cược mạc của Vinaphone, bạn soạn luôn cho mình là hủy cách mạc gửi 888. Phí tin nhắn là hoàn toàn miễn phí. Sau khi hủy thành công thì tổng đài sẽ báo cho bạn một tin nhắn xác nhận là đã hủy thành công 3-4G. Và theo đó thì toàn bộ dữ liệu ưu đãi của gói sẽ bị xóa. Thuê bao được chuyển về gói 3-4G mặc định là M0 với chi phí là 75 đồng trên 50 kbit. Những lưu ý khi hủy gói 3-4G Vinaphone. Trong trường hợp mà bạn quên mất các gói mình đang sử dụng là gói gì, thì trước khi hủy bạn cứ soạn cho mình cú pháp là data gửi 888. Với cú pháp này thì bạn đang biết được, sẽ biết được là gói cược mình đang sử dụng. Thứ hai, để tránh lãng phí thì bạn nên thường xuyên soạn data gửi 888 để biết được là gói của mình được sử dụng chu kỳ như thế nào, biết được các dung lượng còn lại để mà có cách hủy kịp thời. Sau khi hủy các thành công thì chúng ta thường là truy cập băng 3-4G thì hãy nhớ tắt dữ liệu, khởi động lại máy và sử dụng bình thường. Trong trường hợp mà mình đã đăng ký thì có thể là lúc nào cần thì chúng ta mới bật dữ liệu di động lên để dùng, để cho nó tiết kiệm.
Rồi một câu hỏi đặt ra là hủy 3-4G Vinaphone rồi có đăng ký thành công lại được nữa không? Tất nhiên là mình sau khi hủy rồi thì mình có thể lựa chọn được một gói cước phù hợp khác thì mình cứ đăng ký và sử dụng. Ví dụ như ở website vinaphone.vn vinaphone.vn.com này thì mình có rất nhiều các gói cước ưu đãi, ví dụ từ nghe gọi cho đến data cả tháng có tới 100GB, 200GB, thậm chí là xem phim chơi game miễn phí ấy. Thì các bạn cứ tìm đến một gói phù hợp và đăng ký. Cú pháp thông thường thì là sẽ là tên gọi, cách DL, cách số đại lý và gửi 1543. Hoặc là nếu mà đang truy cập tại website này thì cứ nhấn vào nút đăng ký qua SMS sẽ chuyển tới một tin nhắn và bạn chỉ cần nhấn nút gửi đi là sẽ tự động đăng ký cho các bạn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách để hủy gói cước và hủy tự động gia hạn 4G, 3G trên nhà mạng Vinaphone. Các bạn thấy đơn giản đúng không? Trong trường hợp bạn muốn hủy thì chỉ cần soạn tin nhắn hủy tên gọi gửi 888. Ok, bây giờ các bạn có thể tham khảo rất nhiều các gói cước ưu đãi của Vinaphone mà mình liệt kê tại các mục liên quan. Đây, các bạn thấy đây, có những gói cước tới 120GB, 90GB hoặc là gói nội mạng, ngoài mạng miễn phí. Trong trường hợp cần thiết thì bạn có nhu cầu lớn hơn về data và gọi thì bạn vào kích luôn vào mục SIM data khủng Vinaphone, sẽ vào trực tiếp fanpage của mình. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn rất nhiều các SIM mà nghe gọi là hoàn toàn miễn phí, thậm chí là miễn phí cả năm cho các bạn nhận và sử dụng. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong cách để hủy cách tự động gia hạn 3-4G của nhà mạng Vinaphone. Các bạn thấy hay, hợp lý thì hãy nhấn like, share và chia sẻ clip này để mọi người cùng biết và cùng vào tìm hiểu tham gia. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.